Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải và Thắng. Các bạn ạ, hiện tại thì Hải đang có mặt tại Sapa ở Tháp Bạc Cầu Mây các bạn. Trời đang mưa rất là to. Và hôm nay thì cái nội dung chính video ngày hôm nay thì Hải sẽ đưa mọi người đi xem Tháp Bạc ở trên Sapa ngày trời mưa nó như thế nào nhé các bạn nhá. Xin mời các bạn. Rồi ok các bạn nhá. Bây giờ thì Hải sẽ mời mọi người đi khám phá ở cái thác nước Tháp Bạc ở trên Sapa nhé các bạn nhá. Hôm nay trời mưa các bạn, trời mưa từ buổi sáng và bây giờ nó rơi vào tầm 10 giờ rồi, 11 giờ rồi mà trời vì vẫn âm u các bạn. Đây này các bạn này, ở đây có thác nước này. Đấy, trời mưa đang vẫn còn đang mưa nhé các bạn nhé, rất là đẹp các bạn ơi. Cái này là không phải thác chính đâu nhá, thác chính ở đằng kia kìa các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Đấy, trời mưa nó nhiều nước, chảy rất là đẹp quá. Đây, chúng ta sẽ sang bên này một tí các bạn nhé. Đây. Đứng ở đây rất là mát các bạn. Ây chà, đẹp chưa các bạn ơi, khá là đẹp nhỉ. Nó chảy từ trên đỉnh núi xuống các bạn. À, bây giờ thì Hải sẽ đưa mọi người đi đi xem cái thác lớn nhất các bạn. Đấy. Trời hôm nay mưa, hôm nay mình lên đây thì đi mua thảo dược cho khách. Hải đã mua được rồi các bạn. Và bây giờ thì đi chơi. Đang cầm một cái ô các bạn. Và hôm nay thì thời tiết thật sự là cũng không rét lắm, nhưng mà tại vì mình đi bị ướt ấy các bạn, nên khá là rét. Bây giờ là đang cầm máy run cả lên đấy các bạn. Trời hôm nay âm u, mưa phùn, đang bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 các bạn. Ở đằng kia thì có những đám mây kìa, những đám sương như các bạn đang lập là đang bao phủ ở những sườn đồi. Đây này, chúng ta sẽ đến đây này các bạn này. Ở đây gọi là khu vực chính này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn trên đỉnh núi chưa? Có một cái dòng thác kìa, nó chảy. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Bây giờ thì Hải sẽ ra đấy quay chia sẻ cho mọi người nhé. Đấy, hôm nay mưa to các bạn. Mưa to, nước nó chảy nhiều. Đẹp lắm các bạn. Thôi chúng ta sẽ ra tận chân các bạn. Ra tận chân quay mới rõ cơ. Hôm nay thứ hai đầu tuần nên khách du lịch thường thường là không có các bạn. Thường thường là người ta hay đi chơi vào hôm thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay thì thứ hai. Rất là vắng. Tại vì là trời mưa nữa các bạn. Đây này, du lịch. Du lịch thác bạc. Đấy, trên kia kìa. Đấy. Hôm nay trời âm u. Chúng ta sẽ xem hôm nay là ở đây là trời mưa như thế này người ta có bán cái gì không nhá. Ngày hôm nay thì Hải đi từ Lào Cai lên Sapa thì gặp mưa rất là to và có những cơn lũ quét các bạn. Nước nó chảy qua đường rất là to, rất là nguy hiểm các bạn. Mình đi đường chỉ sợ là ở trên núi nó sạt xuống ấy, rất là nguy hiểm. À, ở đây này người ta có cả phong lan này các bạn này. Cái phong lan này phong lan gì đây?
Cái này có hoa rồi nhưng mà phong lan này nó cũng không đẹp lắm các bạn. Bình thường nó không đẹp. Ở đây có quán bán dao này nhưng mà chắc là trời mưa người ta nghỉ rồi. Ở đây cũng có mấy búi lan này các bạn này. Nhưng mà không có hoa nhé các bạn nhé. Mùa này là không phải mùa hoa của nó. Đây trong này cũng có một ít phong lan này. Đây này, đây này, đấy, đây này. Đấy. Cái lan này có hoa này nhưng mà hoa nó ít. Không biết là hoa này họ phải hoa long nhãn không nhỉ? Đây đây các bạn này, đấy. Ở đây rất là nhiều, người ta để rất là nhiều nhưng mà không có hoa. Và trời mưa người ta cũng không, người ta không bán. Mưa quá nhỉ bà nhỉ? Cháu xem tí bà nhá. À vâng, cháu quay là lượt cho mọi người xem. Ở đây là người ta bán quả dâu da này. Cái này 5.000 một chùm ạ? 10.000 à? À. Mưa này bác đi chợ à? À chịu khó nhỉ. Ở đây thì có cả hà thủ ô này. Cái này chữa tóc bạc à? Hà thủ ô này các bạn nhá, chữa tóc bạc. Cái củ này là củ sâm gì đấy à? Đây này, bó sâm gì đấy? Ba kích á? Ba kích màu trắng à? Ngâm ra màu vàng à? Ba kích ngọt á? Uống nó ngọt ngọt à? À. Ô, lần đầu tiên thôi. Hôm nay cháu mới nhìn thấy đấy. Thường thường là nó có ba kích tím là nó cũng to này nhỉ? Không, ba kích tím loại nó to như này này. Quảng Ninh à? À. Bao nhiêu tiền một bó này à? 150 à? À. Cái này bác ấy bảo là ba kích ngọt giá 150, giá tại chợ các bạn. Đấy các bạn nào mua thì cứ alo cho Hải nhá. Hải lên tận Sapa Hải lấy cho các bạn. Còn cái này là ba kích tím rừng này. Đấy. Cái này hàng ở trên Sapa nhỉ? Rừng đấy. Còn thế cái kia là ở Quảng Ninh ạ? Vâng, nó cũng to như xì này này. Là Quảng Ninh à? À. Vâng, vâng. Cái đấy họ trồng á? À. Nói chung là đây là đây gọi là ba kích trắng ngọt. Còn đây là ba kích tím rừng. Còn cái này thì dâu da này các bạn này. Còn cái này là hà thủ ô để chữa tóc bạc này. Còn bác có ba bó sâm, cái này sâm sâm đá hay sâm đất ạ? Sâm đất. Ôi củ dài nhỉ. Thường thường là mình thấy củ nó rất là ngắn. Ôi nó dài lắm, mình trời mưa mình không cầm được cho các bạn xem. Đấy rất là dài các bạn. À. Cháu quay xa cho bác cầm đấy. Ví dụ cái bó đây bao nhiêu tiền cô? 150 à? À. Dưa này, măng này. Cô là người dao đỏ nhỉ? À. Ngồi đấy ướt không? Không ướt nhỉ? À, không ướt. Vâng, đấy có mưa rồi. Ở đây thì Hải thấy là cô ấy bán cả quả bí tròn này. Đấy. Bí non ạ, cái này xào ăn được cả vỏ nhá. Còn đây này măng này. Cái lan này là phi điệp vàng đúng không ạ? Vàng. À, phi điệp vàng, bác có búi phi điệp vàng các bạn này. Đấy. Đây. Cái này đang có hoa này các bạn này, đang mọc hoa ra. Ôi trời này đổ cơn mưa rồi các bạn ơi. Trời mưa rất là to nhé. Đấy các bạn thấy. Nếu mà các bạn yêu quý Hải thì các bạn nhớ cho Hải xin một like, một đăng ký kênh nhá các bạn nhé. Đấy vì mức chịu khó của Hải đi chợ phiên để quay cho các bạn xem. Cái này không phải gọi là chợ phiên. À cái này cũng gọi là chợ Tháp Bạc nhỉ bác nhỉ? Nhưng mà thường thường nó đông vào hôm thứ mấy ạ? Thứ bảy chủ nhật à? Nếu mà có khách lấy cháu mua hộ cho. Đây này, nếu mà các bạn nào mua đây ba kích này nó hơi lạ này các bạn này. Đây này. Cái ba kích ngọt ngâm ra màu vàng đúng không ạ? À, cái này cũng chữa bệnh xương khớp ạ? À? À đây này. Bác ấy bán giá tại chợ là 150 nhá các bạn nhé. Đấy. Đấy các bạn nào mua thì cứ nhấc máy lên alo cho Hải 0379420217. Hải sẽ lấy cho các bạn. À. Đây là chắc là một số đồ khô này các bạn này. Nhưng mà hôm nay trời mưa nên cái bác khô là dây này, thuốc là dây đây này. À thuốc đau dạ dày á. À, và hôm nay mưa không bỏ ra nhỉ? Bởi vì nó cũng ít khách ấy. Rồi cháu cảm ơn bác nhá. Lúc nào có khách mua cháu
Đấy, đây bên này cũng nhiều này các bạn này. Ở đây thì Hải thấy là người ta bán mật ong này. Đấy, đấy trời mưa rất là to. Đây, hoa lan này, không có hoa các bạn. Đây, một chị người dao đỏ bán hàng các bạn. Đây, quả bí này. Đấy, đấy các bạn nhìn quả bí chưa? Dưa. À, đây là củ... cái này là nấm tích dương nhỉ? Bao nhiêu tiền một cân hả chị? Bao nhiêu ạ? 80 à? 80.000 một cân nấm tích dương các bạn. Đấy. Cái này phải ngâm rượu nhá, chữa bệnh sinh lý các bạn. Hôm nay mưa nhỉ, hôm nay tự nhiên. Ở đây là sâm đá. Sâm đá này các bạn này. Đấy, sâm đá rất là nhiều. Măng. Ôi trời anh em mình đi trời mưa rồi, bữa đi không mưa giờ lại mưa rồi. Hay quá nhỉ. Mưa to lên để lũ lụt nào. Ở đây là người ta bán dao các bạn. Người ta bán dao. Ở trên này nổi tiếng là bán dao nhá các bạn nhá, các loại dao. Ôi mưa to quá. Hả? Cái gì? Tiền mặt đấy. Rửa mặt á? Tiền mặt. Không nghe rõ. Tiền. Còn có 1 triệu thôi. Cho em 1 triệu. Tí, cứ ấy đi, cứ ấy đi. Ôi trời mưa. Những con này lấy chưa? Ôi ôi mưa rồi các bạn ơi. Tại sao lại? Tại sao này các bạn biết là Hải đi hôm nay là đi trời mưa để quay cho các bạn xem không? Bởi vì là đi quay trời mưa là để quay cho các bạn xem cái thác bạc ấy, trời mưa nó nhiều nước và nó đẹp đến cỡ nào các bạn. Đây hoa quả người ta bán này. Đây bây giờ là chúng ta sẽ ra cái thác bạc nhé các bạn nhé. Xem cái thác bạc nó có đẹp hay không các bạn. Trời mưa rất là to. Úi giời ơi. Đấy, ở kia là người ta cũng bán hoa quả mấy dao thôi. Đây là ai? Ở trên này là ai? Đấy. Úi dồi, trời mưa quá. Ở trên này này các bạn này. Đây đây, quay cho bạn này. Cái mục đích hôm nay mới gọi là quay cái này cho các bạn xem. Đấy, nước nó chảy to chưa các bạn ơi? Đấy. Thác bạc cầu mây. Nước rất là to các bạn. Ở dưới đây này các bạn này.
Thôi đi vào thôi các bạn ơi, trời mưa quá, đi vào thôi. Tại vì là hôm nay thì Hải đi đi đâu nhỉ? Hôm nay thì Hải đi đi lên Sapa có việc. Đấy, tranh thủ đi quay chia sẻ cho mọi người một tí. Đây này. Sơ đồ tham quan điểm du lịch Thác Bạc. Ôi, ở đây nước nó chảy. Ở đây nước nó chảy to chưa các bạn ơi? Ở đây là người ta bán gì đây? Ở đây là người ta bán mật ong này các bạn ạ. Mật ong này thường thường là 150 nửa lít các bạn. 300.000 một lít. Hở mưa quá. Mưa nhỉ. Đây. Ôi, cái này là sâm đá hả cô? À, sâm đá nhỉ, nhiều nhỉ. Bao nhiêu tiền một cân? Ờ, 70.000 một cân à? À, đẹp nhỉ. Cái này ngâm rượu quá. Đấy, bác bán là cả dâu da này. Mưa quá. Đây, quả bí này. Mang này các bạn này. Mũ à? Ôi, trời không mưa đâu. Bác ấy gạ. À vâng. À, bác ấy gạ mình mua cái mũ các bạn. Ở trên này thì người ta bán lê này. Lê này gọi là lê mắc cọp nhá các bạn nhá. Ôi trời mưa. Chịu khó quá nhỉ. Trời mưa chịu khó thế. Bạn ấy tranh thủ vừa bán hàng và thêu đồ thổ cẩm luôn các bạn. Ô, cái quả này quả gì đấy em ơi? Quả táo đá. Quả táo đá. Cái này đắt không? Bao nhiêu tiền cân? 80 ạ. 80.000 một cân kìa. Quả mình chưa nhỉ. Quả táo đá ăn được không ạ? Chạy xin một quả được không? Ừ. Xem nó ăn nó như thế nào. Đây quả táo, quả táo đá à. Kia là đây các bạn này, đây các bạn nhìn thấy Hải rét là săn hết cả hoa tay vào rồi, cực kỳ là rét các bạn, mà mặc áo cộc tay đấy chứ. Đây. Còn đây là mận, quả mận to này. Mình sẽ thử ăn quả này xem nó như thế nào nhé các bạn nhé. Ơ ngọt mà nhỉ. Ờ, ngon phết các bạn. Để ngâm rượu à? À để ăn thôi á. Ờ để ăn. Ngon phết các bạn. Mưa này, mọi người ngồi trong này. Ở đây là quả lê, lê mắc cọp nhé các bạn nhé. Này. Em mấy cháu rồi? Ba cháu rồi. Hả? Ba cháu à? Ôi. Ba cháu rồi, đấy. Chịu khó nhỉ. Mưa. Ở hôm nay trời mưa. Ơ, cảm ơn em nhé. Đấy, hôm nay trời mưa lắm các bạn. Đây này, mấy bạn này hôm nay cũng bán hàng này các bạn này.
Rồi ok nhá. Ok các bạn, có lẽ là video thì Hải xin tạm dừng ở đây thôi các bạn. Đi quay chủ yếu là đi xem cái thác Bạc ngày hôm nay nó mưa, xem nó có chảy nước, nó có to và đẹp hay không thôi. Tiện đường các bạn. Và bây giờ thì có lẽ là mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn mọi người vào video sau nhá. Xong chưa? Thế nhanh nhé. Ở đây có con dao, cái bao bằng cái sừng trâu này các bạn này. Đấy. Về giao cho họ bao nhiêu được? 1,5 triệu à? Cái này á, 2 triệu anh. 2 triệu. Cái này lấy vào 1,3 triệu rồi anh. Cái này bằng sừng trâu của anh. Cái này sừng trâu. À. Mình thử rút ra mà anh cầm chặt đây này. Đấy các bạn nhá. Cái này chủ yếu là người ta để làm đề con phòng cho đẹp đấy các bạn nhá. Treo để trưng bày cho nó đẹp ấy. Đẹp lắm. Nhưng mà cái này bằng là bằng nhíp à? Cái này là bằng nhíp đấy. Nhíp à? Nhíp ô tô á? À. Đấy, các bạn nào lấy thì alo Hải nhá. Hải sẽ gửi về cho bạn. Cái này chủ yếu là để trưng bày treo ở trong phòng cho đẹp ấy. Nhưng mà nếu mà bí quá chặt xương chặt củi cũng được các bạn. Đây là sừng trâu này các bạn này. Cái này người ta làm từ nhíp. À, hiện tại thì Hải đang có mặt tại ở Thác Bạc ở Sapa nha các bạn nhá. Người ta bán rất là nhiều dao. Những cái cán dao người ta có làm những cái vòng đồng này. Rất là đẹp. Thôi cất đi. Giờ đi đâu? Đi ra quán kia mà ngồi rồi đi. Mình nó không tưởng là anh lên này, hôm nay mình mới lên đây đâu. Bây giờ mình cũng nếu mà các bạn nào lấy thì alo cho Hải nha. Cũng nghỉ ở nhà thôi. Bây giờ anh về đây mình cũng nghỉ về. Bây giờ cũng luôn à. Tôi cả đi. Rồi,